cô dâu chân trần lội buồn vượt đường núi về nhà chồng. Trên con đường đất lầy lội với những đoạn lên dốc xuống dốc trơn trượt, chú rể một tay cầm hoa cưới, tay còn lại cầm ô cho cô dâu của mình. Mới đây, những tấm ảnh chụp lại cảnh rước dâu ở vùng quê thu hút sự quan tâm của nhiều người. Theo đó, người đăng tải chia sẻ, yêu nhau mấy núi cũng trèo là đây, rước dâu vùng cao nhớ suốt đời. Trên con đường đất lầy lội với những đoạn lên dốc xuống dốc trơn trượt, chú rể một tay cầm hoa cưới, tay còn lại cầm ô cho cô dâu của mình. Cô dâu xinh đẹp với đôi chân trần vừa xách váy cưới vừa bám lấy tay chú rể, cẩn thận bước từng bước đi. Những bức ảnh trên sau khi đăng tải đã thu hút hàng ngàn lượt bình luận chia sẻ của người xem. Nhiều người cũng bày tỏ sự bất ngờ, xúc động khi chứng kiến cảnh rước dâu vất vả, có một không hai này. Bạn Đặng Tuân nhận xét, yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, ngại gì chuyện đường xa mà càng trở hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Một nickname khác cho biết, các em bây giờ sướng quá, một bước lên xe, hai bước ra sân bay. Cả một thời miền Trung gió bão, đời ông rồi đến đời cha làm lũ, chân bám đất, mặt hứng trời mưa, lo cho lũ con có cơm khoai, đã là gian nan. Làm dâu xứ Nghệ khổ một vài lần, xong có được tấm chồng là sướng cả một đời, có ai dám đánh đổi không? Trao đổi với Vietnamnet, anh Nguyễn Quỳnh, một người bạn của cô dâu cho biết, những bức ảnh trên được ghi lại tại một đám cưới ở xã Sơn Tây, huyện Sơn Hương, tỉnh Hà Tĩnh, chứ không phải ở Nghệ An như nhiều người đã chia sẻ trước đó. Anh Quỳnh cho biết, hôm đó, để rước cô dâu về, họ hàng nhà trai phải đi qua sông Ngàn Phố, nhưng vì trời mưa lũ nên đôi bạn trẻ cùng quan khách quyết định đi đường vòng và leo núi. Dù đường xa trơn trượt, nhưng mọi người tham dự lễ cưới của cặp đôi vẫn vô cùng vui vẻ, hào hứng. Đám cưới cổ tích của cặp chị em Đỗ Lịch ở Lạng Sơn. Sinh ra còi cọc, chịu nhiều thiệt thòi từ bé, song hạnh phúc đã mỉm cười với Hà Quyên khi cô kết hôn với người đàn ông kém mình 7 tuổi. Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, cô dâu ở Khát Hòn, chú rể ở Bản Nằm, Tràng Định, Lạng Sơn nhé. Đó là dòng chia sẻ kèm theo loạt ảnh về một đám cưới diễn ra tại Lạng Sơn vào ngày 6 tháng 9 vừa qua. Sẽ không có gì đáng nói nếu như cô dâu không mang vóc dáng nhỏ bé, có phần kém xinh, trong khi chú rể điển trai cao to hơn nhiều, ngoài ra chàng còn kém nàng đến 7 tuổi. Bài đăng này ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý, tìm kiếm thông tin của dân mạng. Sau khi được biết đến về chuyện tình cổ tích của hai nhân vật chính, phần lớn mọi người bày tỏ sự xúc động và chúc phúc cho họ. Chị TT, người chia sẻ ảnh lên mạng cho hay, đây là đám cưới của một người quen của chị. Hôm đó chị cũng có mặt để chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của cặp đũa lịch. Do cảm động, chị đã quyết định chụp lại và đăng lên trang cá nhân. Chị không ngờ có nhiều người quan tâm đến vậy. Hai nhân vật chính trong hôn lễ gây chú ý là Bế Văn Thuận, 26 tuổi, ở xã Khang Chiến và Hà Thị Quyên, 33 tuổi, ở xã Hùng Việt. Đám cưới được tổ chức tại Tràng Định, Lạng Sơn. Chị Quyên sinh ra từ nhỏ đã còi cọc, suy dinh dưỡng, không phát triển bình thường như bạn bè đồng trang lứa. Tuy nhiên, sức khỏe của chị có phần ốm yếu, chứ không mắc bệnh hiểm nghèo. Trong khi đó, anh Thuận là người đàn ông khỏe mạnh, cao ráo. Chia sẻ với phóng viên, chú rể cho biết, anh rất vui khi mọi người quan tâm đến đám cưới của mình. Hai người từng gặp không ít khó khăn mới có thể đến được với nhau. Tôi và Quyên quen nhau qua mạng xã hội. Sau khi nói chuyện qua lại được khoảng 3 tháng, thì quyết định gặp gỡ vì hai nhà cách nhau khoảng 7 km, anh Thuận kể. Theo chú rể, lúc đầu gặp Quyên, anh khá bất ngờ với vẻ bề ngoài của cô, nhưng sau đó, nhờ tình yêu và tính cách của Quyên, anh vẫn quyết định xin phép cưới cô làm vợ. Ban đầu, gia đình tôi phản đối lắm, chúng tôi phải thuyết phục, thể hiện sự quyết tâm, cuối cùng mọi người cũng đồng ý, anh Thuận tâm sự. Hiện cả hai rất hạnh phúc với tổ ấm của mình. Sau hôn lễ, họ vẫn chăm chỉ làm nông, cặp vợ chồng mới cưới muốn gửi lời cảm ơn tới những người chúc phúc cho mình. Thật sự ngưỡng mộ tình cảm của hai bạn, chú rể chắc hẳn rất yêu và đồng cảm với cô dâu. Cái nết đến chết cái đẹp, tình yêu đích thực sẽ có một kết thúc có hậu là những bình luận của dân mạng dành cho Văn Thuận và Hà Quyên. Nhiều người cho rằng chuyện tình cổ tích của họ vô cùng trở thành sức mạnh, tiếp thêm niềm tin cho những người không may mắn chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.
Cô dâu 2K tự tử đúng ngày cưới, lúc sắp tuột tay vẫn thốt lên một câu cuối cùng khiến cả nhà chồng quỳ sụp sợ hãi. Đã 2 năm trôi qua, nhưng những người dân ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc vẫn nổi da gà mỗi lần đi qua ngôi biệt thự sầm uất bậc nhất nơi này. Nguyên nhân bởi vì đây chính là nơi cô dâu của gia đình giàu có đã nhảy lầu tự vẫn trong ngày vô quy, để lại một câu nói không chỉ tố cáo tội ác gia đình nhà chồng gây ra mà còn khiến những người chứng kiến ám ảnh khôn nguôi. Cái chết cô gái trẻ sinh năm 2000 đến nay vẫn là nỗi ám ảnh của người dân địa phương. Cô gái xấu số từ kết liễu cuộc đời mình năm đó có tên là Tiểu Mai, nổi tiếng ngoan hiền xinh đẹp nhất vùng. Bi kịch cuộc đời đến với cô khi mới 15 tuổi, cái tuổi đáng lẽ ra vẫn được cha mẹ bao bọc, ngày ngày cấp sách tới trường. Thế nhưng Tiểu Mai lại kém may mắn khi được sinh ra trong một gia đình nghèo nàn. Cha lại không tu chí làm ăn và con số nợ nần do cờ bạc đã quá cả gia tài. Không có tiền trả nợ, người cha đẻ nhẫn tâm bán con gái cho một gia đình giàu có, đang muốn tìm vợ cho đứa con trai thiểu năng, cả ngày chỉ biết ăn và cười hên hệt. Mặc dù lòng đau như cắt khi bị chính cha đẻ bán đi, nhưng nhìn cảnh mẹ bị đánh đập, đàn em nheo nhóc, Tiểu Mai cũng đành cắn răng để bước vào cánh cửa nhà giàu. Vì muốn biết Tiểu Mai có thể sinh con được hay không, gia đình giàu có đã không tổ chức đám cưới ngay, mà chỉ đưa cô về như con ở. Cuộc sống địa ngục của cô cũng bắt đầu từ đây mà ra. Hàng ngày, Tiểu Mai phải dậy từ 4 giờ sáng để lau dọn căn biệt thự 5 tầng, với hàng chục phòng khách, phòng ngủ. Nhưng đâu chỉ có vậy, cô còn thường xuyên bị đánh đập bởi nhà chồng, thậm chí cả những người làm cũng đối xử tệ bạc với cô. Kinh hoàng nhất vẫn là mỗi khi đêm tới, Tiểu Mai phải phục vụ người chồng thiểu năng. Có những đêm, cô gái trẻ đã khóc đẫm gối vì bị bạo hành chẳng khác gì đồ chơi. Cuộc sống của Tiểu Mai cứ tái diễn như vậy cho đến khi cô phát hiện ra mình có bầu. Mặc dù không phải làm việc nhà, nhưng cô lại bị nhốt vào một căn phòng kín cho tới ngày tổ chức đám cưới. Vậy là từ địa ngục này, Tiểu Mai lại bị đẩy sang một địa ngục khác. Thực tế phũ phàng khiến cô gái không còn muốn tồn tại ở trên đời này, ngay cả khi đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng. Nhưng sự sống trong cô đã cạn sạch khi Tiểu Mai nghe lén được cuộc hội thoại của mẹ chồng với bác sĩ. Cô có thể nghe rõ mồn một rằng mẹ chồng sẽ cho cô uống thuốc phá thai nếu như đứa trẻ là con gái. Còn nếu như đó là con trai, cô sẽ được giữ lại cho đến khi đứa trẻ lên 3 rồi mới bị đuổi đi để tránh trường hợp dòm ngó đến gia tài nhà họ. Đau xót đến cùng cực, Tiểu Mai đã nghĩ đến cái chết để giải thoát cho chính mình. Và điều không ai ngờ đã tới, trong chính ngày vô quy của mình, trước hàng trăm quan khách ai cũng tươi cười hớn hở, Tiểu Mai nhân lúc không có ai để ý đã chạy tới bên cửa sổ và gieo mình xuống. Trong giây phút cận kề cái chết, Tiểu Mai đã hét lên đầy đau đớn, đủ để những ai có mặt khi đó ám ảnh tới già. Tôi không phải là món hàng, rồi các người sẽ phải trả giá vì những gì đã làm với mẹ con tôi. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến gia đình nhà chồng chỉ biết ôm nhau run rẩy quỳ sụp xuống. Nhớ lại những gì đã đối xử với con dâu trước đó, họ cảm thấy vô cùng hối hận và sợ hãi, nhưng đã quá muộn rồi. Sự thật về đám cưới của chú rể năm 2000 và cô dâu hơn 10 tuổi đang sôi sục mạng xã hội. Cư dân mạng đang xôn xao về đám cưới của cặp đôi, được nhiều người đồn đoán là cô dâu lớn hơn chú rể tới 10 tuổi. Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn khác. Ngày hôm qua, cư dân mạng được phen xôn xao vì đám cưới của hai bạn trẻ được nhiều người cho rằng sự chênh lệch tuổi khá lớn. Theo như những thông tin chia sẻ trên các trang mạng xã hội, cặp đôi được đồn đoán là cô dâu sinh năm 1990, còn chú rể sinh năm 2000, quê tại Bình Long, Bình Phước. Những hình ảnh về đám cưới của đôi bạn trẻ đang liên tục được cư dân mạng chia sẻ trên khắp các diễn đàn lớn, nhỏ và nhận được nhiều sự quan tâm. Có không ít người đã để lại những lời bình luận ác ý về sự chênh lệch tuổi và ngoại hình của cặp đôi. Tuy nhiên, khi liên hệ với chị Phạm Hoa, chị gái của cô dâu, thì sự thật không phải như thông tin chia sẻ trước đó. Chị Hoa cho biết đôi vợ chồng trẻ không hề cách nhau đến 10 tuổi. Thực tế, cô dâu tên Phạm Mai sinh năm 1994, còn chú rể là Lê Phát Phú sinh năm 1996, cả hai đều quê ở Chợ Gạo, Tiền Giang, chứ không phải ở Bình Phước như nhiều thông tin trước đó đã đưa. Cả hai quen nhau tình cờ và yêu được hơn một năm thì quyết định tới hôn nhân. Cặp đôi đã tổ chức đám cưới từ tháng 4 năm 2017 với sự tham gia và chúc phúc từ rất nhiều bạn bè, người thân tại quê nhà.
Được biết, những bức ảnh cưới của cô dâu chú rể đã được tiệm chụp ảnh cưới chia sẻ trên mạng và gửi lời chúc phúc. Tuy nhiên, có lẽ do chú rể nhìn khá trẻ nên nhiều người đã vào bình luận và đồn đoán về tuổi của đôi vợ chồng trẻ. Từ đó dẫn đến việc đưa những thông tin không chính xác gây ảnh hưởng tới cuộc sống của cả hai. Việc đưa thông tin sai lệch trên mạng xã hội diễn ra không ít, đã có nhiều người vô tình trở thành những nạn nhân trong các trò đùa trên mạng. Nên nhớ, mạng là ảo, nhưng hậu quả gây ra thì là thật.